Tiểu sử diễn viên Lý Liên Kiệt Lý Liên Kiệt Sinh ngày 26 tháng 4 năm 1963 Là ngôi sao võ thuật Nam diễn viên điện ảnh Hồng Kông Lý Liên Kiệt tập ủ su từ 8 tuổi với võ sư Ngô Bân Cùng một sư phụ với chân tử Đan Anh đã sớm bộc lộ năng khiếu và tư chất để trở thành một cao thủ Thủa nhỏ Giống như đàn anh Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt không có một thể trạng tốt cho việc học võ. Anh yếu đuối, lại sống trong một gia đình có quá nhiều áp lực, nên nhiều lần đã định bỏ cuộc. Nhưng được sư phụ động viên, anh đã vượt qua được. Năm 1974, Lý Liên Kiệt mới 11 tuổi, đã trở thành nhà vô địch giải ổ xu trẻ toàn Trung Quốc. Mọi người gọi anh là thần đồng võ thuật. Lúc này Lý Liên Kiệt đã nhận được nhiều lời mời đóng phim và quảng cáo. Nhưng nghĩ mình chưa đạt tới trình độ siêu đẳng, anh trở về với sư phụ Hồ Bình. Tên tuổi của anh nhiều người trên thế giới biết đến sau khi biểu diễn cho tổng thống Mỹ Nixon xem. Tại Nhà Trắng năm 1974, nhiều năm sau Lý Liên Kiệt liên tục giật giải quán quân trong các kỳ thi võ thuật. Với màn múa thương và kiếm rất đẹp mắt, 1975, 1977, 1978, đến năm 1979, anh đoạt giải thành tựu vàng của Tổng hội Võ thuật Trung Quốc khi mới 16 tuổi. Ba năm sau lý liên kiệt tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên thiếu lâm tự bộ phim làm ngất ngây khán giả hâm mộ phim võ thuật đưa tên tuổi của anh vào hàng siêu sao bắt đầu có ảnh hưởng đến khán giả ở đông nam á nhật bản và mỹ anh tiếp tục đóng các phim về thiếu lâm và gây được tiếng vang rất lớn năm 1982 đánh dấu bước ngoặt đối với chàng trai họ Lý. Vai diện trong loạt ba bộ phim Thiếu Lâm tự đã gây được tiếng vang lớn và tạo bước đệm đầu tiên. Trên con đường khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh của Lý Liên Kiệt. Năm 1991, với bộ phim Hoàng Phi Hồng Kinh Điển, Lý Liên Kiệt đã đưa tên tuổi của mình đến được Hollywood khán giả Đông Nam Á thì đâu đâu cũng nhắc đến Hoàng Phi Hồng. Dì 13, Quỷ Cước Thất là các nhân vật trong phim này. Phần thành công của phim cũng nhờ sự đạo diễn tài tình của Từ Khắc và Viên Hòa Bình. Tiếp đến là hàng loạt các phim kinh điển, Phương Thế Ngọc 1 và 2, Hoàng Phi Hồng 2 và 3, đã đưa anh đến đỉnh cao, vinh quang trước hết là một hình tượng anh hùng trong lòng người châu á sau đó là thế giới nhưng lý liên kiệt không ham danh vọng anh đã dừng đóng phim một thời gian có người thắc mắc thì anh nói tôi từ nhỏ đã khổ cực mục đích sống của tôi chỉ là thoát khỏi khổ cực chứ danh tiếng thì không đem lại hương vị gì anh hợp tác với nhiều diễn viên nổi tiếng như trương học hữu Khâu Thục Trinh, Châu Tinh Trì, Trương Mạn Ngọc đến năm 2001. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu lần đầu tiên làm phim Võ Hiệp. Anh Hùng, Lý đóng vai chính. Đây là lần thứ hai Lý liên kiệt với lối võ đẹp mắt đối đầu với chân tử đan lối võ mạnh mẽ. Cả hai lại bất phân thắng bại. Vai vô danh của Lý Liên Kiệt chiến thắng nhưng sự thật là vai trường không của chân tử đan giả thua. Người hâm mộ vẫn luôn chờ đợi lần hợp tác thứ ba của hai võ sư nổi danh này. Cuộc đối đầu của họ trong Hoàng Phi Hồng Hai và cuộc đối đầu trong tư tưởng. Âm nhạc tại ngự viên trong phim Anh Hùng đã đem lại sự mầu nhiệm. Hai nhà đạo diễn tài ba từ khắc và chương nghệ mưu không ngớt lời khen hai pha võ này trong phim anh hùng, bên cạnh chân tử đan, còn có Lương Triều Vĩ, Trương Mạn Ngọc, Trương Tử Di, Trần Đạo Minh là những diễn viên chuyên trị diễn xuất nội tâm à ni nên nhiều người đánh giá. Diễn xuất của Lý là lép vế, tuy nhiên thành công về nghệ thuật của phim là một điều không ai mơ hồ chối cãi được. Anh Hùng có thể là bộ phim đẹp nhất đời của Lý Liên Kiệt năm 2006. Phim Võ Thuật hoắc Nguyên Giáp được công chiếu trên toàn thế giới. Được xem như bộ phim Võ Thuật cuối cùng của Lý Liên Kiệt. Cuối năm 2007, Lý Liên Kiệt trở lại Trung Quốc tham gia một bộ phim chiến tranh do Hồng Kông Trung Quốc hợp tác. Sản xuất đầu danh trạng cùng Lưu Đức Hoa và Kim Thành Vũ. Bộ phim đã thành công vang dội về mặt Doanh Thu và đưa anh lên nhận giải nam diễn viên chính suốt. Sắc nhất của lễ trao giải phim Hồng Kông, giải thưởng điện ảnh Hồng Kông, Lý Liên Kiệt và đàn anh của mình diễn viên hài võ thuật Thành Long lần đầu cùng góp mặt trên màn. Ảnh qua bộ phim vô cung phu. Phim được khởi quay từ tháng 7 năm 2007 và lần đầu công chiếu vào 18 tháng 4 năm 2008 đã gặt hái thành công. Lớn về doanh thu, phim dựa trên truyền thuyết về Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không từ một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc Tây Du Ký. Ngoài ra Lý Liên Kiệt còn tham gia đóng vai phản diện Tần Thủy Hoàng trong bộ phim Hành Động Giả tưởng sắc ướp ba lăng mộ tần vương cùng nam diễn viên brandon fraser và dương tử quỳnh cùng một vai nhỏ trong bộ phim kiến quốc đại nghiệp năm 2010. Lần đầu tiên Lý Liên Kiệt thử sức với thể loại tâm lý với bộ phim Hải Dương Thiên Đường. Lý Liên Kiệt trở lại diễn xuất ở Hollywood trong bộ phim The Expendable. Tựa đề tiếng Việt biệt đội đánh thuê, một bộ phim hành động quy tụ một dàn diễn viên nổi tiếng, gồm những siêu sao hành động như Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Steve Austin, Terry Crew, Mickey Rock ngôi sao của Die Hard Bruce Willis bà thống đốc bang California kẻ hủy diệt. Ano Schwarzenegger cũng góp một vai nhỏ trong phim Monster sau đó Lý tiếp tục tham gia vào phần 2 và 3 của phim vào năm 2012 và 2014. Hai năm trở lại đây, 2016.2017, sự nghiệp diễn xuất của Lý Liên Kiệt gặp trục trặc vì phải đối mặt với căn bệnh cường tuyến giáp sức khỏe nam diễn viên đã giảm sút nghiêm trọng. Lý Liên Kiệt có thể không thể nhận vai diễn vì bệnh tật bắt buộc anh không được vận động mạnh. Vai diễn mới nhất của Lý Liên Kiệt là vai Khương Tử Nha trong phim Phong Thần Bảng ra mắt vào tháng. Tháng 7 năm 2016